trên thị trường có nhiều lắm. Frontline, Fastlane, gì đó. Frontline là đường xô cũng dành cho ông ha. Mấy anh lưu anh hai là họ điện lấy nhiều lắm đúng không? Thì đó, đó còn nếu mà mình có tiền thì mình sẽ dùng thuốc gì? Tiền chữa thành thế, đúng không? Ha? Một gói tắm này. Tiền chữa thành thế, mấy biết là chiếc số từ đâu không? Cái gì xin công ty? À, thì tiền chữa thành thế thì có những cái chất dùng nhẹ nhàng như Amoxicillin nha. Nó là cái tập đoàn Tapsi, là tập đoàn lớn của Trung Quốc. Nó chuyên bào chế cho những chiếc xuất của như là thuốc đông y mà nó như là kiếm cho cái tinh chất á, ví dụ như là cái tam sâm tam hấp, nó chiếm cho cái tinh sứ của tập đơn á. Thì một số các bác sĩ không cần phải đi dọn chứng bệnh, ta đều dùng cái tinh sứ của tập đơn giống như là cái nitroglycerin á, nó chỉ với cái đồng lực rất là nhẹ nhẹ cũng vô cái ê liền á. Thì được cái thuốc đông y Trung Quốc có tiếng xa lắm á. Bên mình là vẫn chỉ dừng lại độ cao thôi. Nó là chiếc tóc phân loại cho từng loại một tim, loại một tim nó lấy ra nó dùng là phố cho cái tác dụng thuốc của mặt của mình. Chỉ định chuyển về ha, trẻ em chỉ định chuyển về cấp ha, lên bệnh viện cho nó phương tiện hồi sức đó mà có nhiều cái dấu hiệu nguy hiểm hoặc thân nặng ha, và nhận phân loại với một nặng. Nếu như sáng mà nào mà chẳng nói nó bị một nặng á, à là tại vì bé của mình thai cho nên bây giờ là không đáp được chuyển viện, chứ nếu mà bé ở chỗ khác mà phải chuyển viện nha. Ví dụ em ở cơ sở ba này, bây giờ mình chẳng phải chuyển viện nữa. Điều trị đáy học cổ truyền ha, điều trị đáy học cổ truyền điều trị không dùng thuốc, sử dụng các loại chữa bệnh ha, các dưỡng sinh chưa áp dụng cái chuyện chúng đi. Thì tập dưỡng sinh trong cái bệnh hô hấp là tập rất là sao, mình học dưỡng sinh trong thì dưỡng sinh hết rồi đúng không em? Học dưỡng sinh hết rồi đúng không? Thì mục đích cho dưỡng sinh trong cái bệnh hô hấp là làm gì? Luyện phổi. Không luyện phổi sao? Bình thường mình sẽ hô hấp bằng cái gì? Trong mặt trong những cái bệnh có giới hạn hô hấp thì mình sẽ luyện phổi những cái vùng quanh cổ, hai cái vùng quanh cổ là vùng gì? Tình phổi nè, ha, vùng hai bên hông ha. Rồi đó thì là đó là những cái vùng quanh cổ mình sẽ cách thở, là giống như là tập thở bốn nhịp á ha, tiếp vô xong giữ ha, giữ xong rồi cái vùng nó vô là được ha, xong giữ thôi xong thở ra ha, đó là cái thở bốn nhịp. Rồi thì tập trứng á, trứng thư giãn á, nó gió một cái gió lên gió, nó gió nó từ dưới lên từ trên xuống, từ dưới lên đúng không, một chiều trứng hay là từ trên xuống dưới lên á, bắt đầu đi từ dưới lên trên à, trên mặt qua đi trên xuống vẫn từ dưới lên các bạn ha. Rồi tư trứng á, thở bốn thở theo một chân chân á, giờ lưỡi cổ chiếc tàu sen sa sen gần hai vào lúc này cái sau 2 đến 3 lần này. Ở đây đây nhóm đầu tiên đó, thì này cho cầm mặt quyết định ta từ nhóm sau là có một cái năm đó là phải chậm vào luôn đó. Rồi sau đó dùng lưng gáy ha, giờ tập giữ đầu thì dinh dưỡng ha, bố mẹ đúng mà đủ thời gian ha, tức là tối thiểu là mấy tháng em 6 tháng ha, và đủ thời gian là khoảng 2 tuần cây sữa nha ha, nằm trên cây sữa sớm. Rồi, châm cứu ha, châm cứu chung, châm cứu dụng bồ bền dùng cho các con loại bệnh ha, dùng những cái hương ha, linh hương để làm gì men việc tại chỗ chỉ số 4 đến tỷ không cũng nhanh ha, việc tại chỗ chỉ số 4. Rồi, phế dung ha, phế dung để làm gì? Bồ phế ha, lại chung ha, lại chung để bồ phế luôn ha, dung bỏ tại vì nó mạnh khí nữa. Trung phụ ha, trung phụ là gì? Nguyên tồn tế khí đúng không? Ha? Rồi, đại trì. Đại trì là gì? Thân diện hạ sốt đúng không? Ha? Rồi, tuyên tồn tế khí ha, hoa diện da sức chặt và liệt huyết. Rồi sáng mấy em mà trong cái huyệt tứ phùng á, ha, hoa diện rất là sai ha. Tứ phùng rất là
Rồi, để trong trong dòng mình chụp phở ha, mình tự tập thì mình sẽ là phần môn những cái việc thì lo tay nó đem dọn dần dần. Rồi, phong hàm phạm hiểu ha, bài thuốc là sơ phong lá hàm dạy việc lên với chị Thái ha, bài thuốc gì chúng ta thì hồi sáng tự nhiên cứ bằng kia chẳng nói cho thầy như cái gì không nhiệt phạm phở ha, mình lên thì viêm mắt thì cái bài giảng mình đã trên lớp là không tính chia ra viêm phổi thì không chơi là gì tập thể dục đúng không, viêm phổi là cái gì đã bắt tập thể dục tới rồi ta nên thử lọ nha ha. Tại vì mấy em nhiều khi làm hiếm á lấy ra bài giảng phải chơi ha, mà nghe bài giảng thì cập nhật cách năm ngoái này ha, lấy xa nữa thì bị dùng xa ha, xa chỗ ngày xưa là cái tại này là không phải tập thể cũng hai năm nay thì đổi lại ha, thì phân ra cho cái dễ dùng cái gì hot trên đoạn dưới. Cái bài thuốc mình là chỉ thấu má. Rồi thì nó có tự quyền nó má làm gì khái mắt bỏ má làm gì khái cắn cắn là lên thấy cái khí trần bì và kiện tì bật tì và má làm gì khái cao thảo là ung thư hòa bình thì cái này có bị giọng ho rất là tốt là gì tự quyền mắt bỏ. Ví dụ như bệnh nhân mà có ho mà có thuốc thì hai cái việc cũng như mắt bỏ là chỉ khái rất là tốt. Ta cho nên phê mấy trong cái thành phần mấy cái silo phải ít hay có. Ờ, châm cứu ha. Châm cứu thì nhớ là nếu mà bốc vô con châm cứu thì nhớ cái bộ việc này ha. Tức là người khuyết ra là đặc biệt ra để chị nó như là một đầu mặt chị đặt cứu nên thương là tại chỗ chị kẹt của cái hợp tốt là đặc biệt chị mà chụp đầu nó không thiên là chị đau đầu nó vẫn tự là chị coi như là viêm mũi đó thì nguyên cái này là sẽ chị cái viêm mũi viêm họng đó là chị có đứt mà nếu mà không trong tình mình sẽ làm gì bên xoay dây đó mình sẽ dây cái này vùng xoay đó ừ, nó sẽ bị viêm xoay rồi đó mình sẽ dây cái huyệt này đó chỗ như đây là gì dương mặt đó dương mặt mình sẽ dây như vậy ấn tượng, cái này cũng vậy, dây hướng dẫn tượng, tại vì nếu cái chiều của xoay nó chạy vậy nè, ở dưới này cũng vậy, rồi dây lên, về cái khởi bị thông dẫn, còn những cái bệnh trên đầu thì nó sẽ tương với xoay gì em, xoay gì, xoay hàm trên rồi ha, xoay hàm trên rồi sẽ là gì? Xoay sàn trước đúng không? Xoay sàn sau. Nhớ không? Nhớ dạy khẩu không? Xoay này xoay gì? Bên trái. Từ đó là lúc mà mình dây ấn thì nó sẽ hỗ trợ điều chỉnh. Rồi, hoặc là mình gì dùng gì? Ổ châm. Để đủ cái tài. Mình châm chú vô, châm tài vô xong mình ngại. Rất là hiệu quả nha. Ví dụ như nhà mình có bé bị viêm xoay đó. Mình sẽ dây, dây những cái huyệt như là thái dương nè. Cái gì nữa? Dương bằng ha, dây về ấn tượng ha, từ dưới này là hình như hàng quan ha, hàng quan dây lên ha, rồi đây tình hương ha, thượng tình hương ha, rồi dây nhẹ nhân chung được dây bằng mạch ha, rồi tiếp tục là gì dây như cái huyền ở đây ha, rồi xong rồi mình sẽ bình chân mình cú ấm ha, ổn chân tạng thì mình sẽ xong nó sẽ rất là đỏ ha, thầy thầy lòng rồi ha, con bé nó bị viêm xong mà cú thuốc hoài luôn, nên mà nó vô liệt mạch trở lại thì kết hợp giữa điều trị liệt mạch và dây rồi, hai dây cái tuần thứ hai là nó cái việc chúng ta xoay, rồi phong nhiệt phong liệt, phong nhiệt phong liệt, phát triển là sơ phong thân nhiệt giải liệt, phải cũng là thân khí nó đậm mà, thì cái bài này nó gặp được thêm cái bài luôn, nó chỉ do ho cho cảm nhiệt, thì cái cảm nhiệt thì nó sẽ coi như là tương như vậy có một cái phun mà lúc lẹ mà nó cũng nó là thân nhiệt đó là lá thường xuân đúng không, lá thường xuân có ba đó, ví dụ như mình mà không có điều kiện ví dụ như mấy em ở đi tới quận thì họ không đi bài thuốc thì mình sẽ chọn những cái chế phẩm có tác dụng gần tương đương với lại cái thuốc mình cho nó uống, ví dụ như lá thường xuân nó là thân nhiệt nè, rồi gì nữa xuyên tâm liên tác dụng thân nhiệt. Cho nên mấy thứ mà viêm họng hoạt động thì mình sẽ cho cái dạng này
À, còn cái thuốc mà như là ôn ấm và tổng hàm đó thì mình sẽ cho cái dạng như là tùy tùy cái tài mình sẽ cho cái thuốc chế phẩm nó tương đương. Rồi thì nó còn có nam tinh không? Nam tinh là thanh nhiệt giải hóa hóa đờm, nó qua lâu dần là thanh nhiệt hóa đờm, ngoài cầu là thanh nhiệt âm tạo cái hóa hóa hàm rồi đã hóa đờm nó kết thanh nhiệt là tư thế thì khá nhiều vị lý khí chị thật là phá khí, mục đích là kiếm tiền thẩm thấp và sinh hương là hóa đồng hòa quyện. Thì nguyên cái bài này là gì? Nó trừ đà mà nó thân nhiệt ha? Và thân nhiệt hòa quyện nó thân điều nhiệt. Thì cái này là nó, em nhớ lại là nó là gì? Viêm họng đúng không? Viêm họng nhưng mà nó đỏ nhiều nên sưng hết thì mình sẽ dùng bài này. Còn họng sưng nhiều mà đỏ thì mình sẽ qua cái bài tiếp theo là tại gì? Đạo nhiên bất biệt à. Rồi, châm cúng à, thực ra cái thải này người ta bắt đầu ít châm rồi à, và đem đi bằng hai kiếm thường là người ta sẽ gì? Chạy ấm về thành nhiệt à, chứ ta không châm. Rồi, thiếu thương à, đặc hiệu là thân nhiệt tạo vào phế à, và có đặc hiệu là thân nhiệt à, do chị bệnh đầu đầu mặt tay mũi họng cũng chỉ tại vì là thân nhiệt của linh tuyền là tại chỗ chị thuốc đau thường tin là đặc hiệu ra ngoài quan đặc hiệu là chị nôn cho cảm à, thì cái này cái hình linh tuyền này thường là nó sẽ chỉ thuốc đau và nó chỉ gì chỉ cho cái nói khó lúc đó đúng là chân tay hiếm à, linh tuyền thường linh tuyền nó sẽ châm đây à, là chỉ cái đau. Rồi, à, thì con nào được tí hơn thì sáng nó mạnh chính cái thành này, tức là nó sao? Nó bị cảm. À, hôm nay thì nó hết cảm giòn, à, nhưng mà nó vẫn còn tí hơn, nó trùng về, nó vẫn nằm yên trong chơi. À, cho nên ngay như là vô cái thành này à, thì coi như là bạn lại cái điều sai lầm cái gì? Chỉ chẩn đoán vậy thôi, không có chẩn đoán tí hơn. Và lát nó là dùng bài sông con, à, là tức là nó có gì? Có sự mâu thuẫn giữa cái như là triệu chứng chẩn đoán đường dây. À, cho nên mình phải nghĩ cái này cũng này nè à, ví dụ triệu chứng nó có khí hư thì mình phải đại khí hư thì mình mới cho về cho cái thuốc để điều trị một tí à, sau này em sẽ làm việc cái bảo hiểm rất là nhiều à, sau sảy một cái là sẽ toán liền à, vừa rồi còn hai ngày đi sẽ toán à, bệnh nhân tiểu đường vậy coi như là tê cái chân à, chẩn đoán là thần kinh trên chi dưới sau 17 cho mấy à, cuối cùng bảo hiểm đem một số xuất à, tại sao tại vì tê cái sau 17 cho mấy là cái chấm máy là cái mặt một trên cái dưới nhưng mà cái gốc của nó là gì? C17 là ung thư dây nguyên à, nó nói là tại sao ung thư dây nhưng mà lại chọn cái dữ liệu lại nó xuất nguyên hồ sơ luôn à, bảo hiểm sau này rất là khó nha, nó dò mình cái mãi mình có chỉnh một về nó xuất tại vì nó xuất theo chỉ tiêu à, ví dụ như một tháng nó xuất mấy đơn nó là xôi bóng chúng cái đơn của em rồi em mình tiền à, cho nên phải kể cái này được à, có nhiều chứng cái chẩn đoán nó có thể đoán cho thuốc à. Rồi bài là sông tô tan. Rồi thì sông tô thì mình sẽ nhớ là nó có đặt sông mà tô diệt á, là sông một thì khí ha, tô diệt là tán không hàn thì nó vừa là một diệt khí vừa tán hàn á, hai cái kết hợp. Rồi cách canh là sinh tâm diệt khát á, tiền phò là diệt khái từ đà mà nào đi tiếp mà bị nhập về là đi tí. Rồi cách canh là tuyên phế là chặt tăng kiệt phục linh là kiệt tỳ chỉ xác và ba kiếm như là và một phương là hành khí kiệt bệnh à, thì nguyên cái bài này là nó tác dụng là cùng chính khu tà à, cái bài này vô thực ra cái thằng này là thầy lấy cái hướng dẫn điều trị của cái viêm hấp trên của Hồng Kông à, gai lai viêm hấp trên cho hiệp của viện Hồng Kông à, thì những cái phản bệnh này những cái bài thuốc này đã được nghiên cứu chứng minh rồi à, nên dùng cho thầy yên tâm. Rồi bây giờ hỏi em có câu hỏi gì không? À, thì bây giờ mình thấy có những cái sự cố mình nói lên thôi ha, thì chậm lắm ha, nhưng mà sau này có thể là mình cũng sẽ bị giống như mấy bạn à, cho nên nói là mình cũng chuyên nghiệp ha. Rồi à, tại kỳ ha, tại kỳ này là đặc hiệu ha, giải biểu ha, không gì đặc hiệu ha, không giải biểu phong phong đặc biệt là chỉ đạo đầu nó có là đặc biệt đấy.
thì mặc dù đầu mặt đó tạm chung là chạy một cái khí và phế du là du một cái khí, thì cái thằng này sẽ chia ra hai cái trong một chân tả. Nó bên nhớ cái thằng trong một chân tả trong một sao trong kim đó à, ta cùng chiều đường kinh nhờ lê tập chiều kim đồng hồ đúng không, rút dao thì kim ngay đó, kia là chân kim cùng chiều đường kinh ha, lê kim mặt tay được chiều kim đồng hồ và rút dao thì kim lên ha, thì đó là cái phần tài thôi. Là những cái phần này mình cứ dùng để chăm ha, phần theo sắp của sắp của y Hà Nội ha, số nhân chứng của bộ y tế thì là ta để chăm 1-3 như thế này ha, tầng số 1 của ta. Đó là đặc biệt bất tỉnh đó, là tham nhiệm trừ đàm á, châm cứu thì không cần châm cứu á, tại vì cái bệnh cảnh thì em nhớ là một viên mặt cấp nằm của sinh ta đau á, là cái tình trạng kiểm trọng rõ á, thì thật ra sách của Trung Quốc là không biết khám nhận. Do bài thuốc là bất thương chính khi á, cái này thầy dùng cái học chứng cứ á, tức là cái gai lai ta đi ra dạy á, dùng cho học sâu luôn á, nên mình dùng theo. Chứ thật ra bài bất thương chính khí là mình sẽ thấy là nó sẽ chỉ gì em đau bụng á, đau bụng do lạnh á, đau bụng trong chứng khí chúng ta thì chỉ đau bụng do lạnh á. Rồi thì là mình có mắt thương á, thương thương nên má thấp dài đều, ta to dèm là nhận được tán hàm má thấp, bậc dậy là dài đều tán hàm má thấp thôi, còn phá là một chiếc tiêu dài, cần bị những chiếc tiêu dài, cũng bị những chiếc tiêu dài, tức là nó dùng lại nó trừ cái đàm, ta nó đàm vào mặt. Rồi, phá năng lý tiến mà bị hai cánh cánh là tiên phế là thấp. Rồi, linh là kiệt tỳ là thấp, bậc chuẩn là kiệt tỳ là thấp, và cam bậc là kiệt tỳ là thấp. Thì nguyên cái bài này là nó được gì? Trừ thấp, ha, trừ thấp, đều kiệt viêm họng rất là lớn. Thì cái đó cô biết rồi là có cái nghiên cứu mà cái mắt tôi chứng kiến điều kiện, cô biết hết. Đầu học cô biết hết có nghiên cứu ta, rồi nó có một số trong bài thuốc nó có tác dụng. Thì mấy em tập làm quen với cái học chứng cứ đi ha. Thì sau này một số cái mình sẽ dùng là nó không theo lý ứng thông thường lắm à, mà được đi học chứng cứ à, ví dụ như hôm rồi thì một lần dạy cái bài Yona à, Yona là gì đúng không? Bạn nói sai nhưng mà nó lại đáp ứng với cái gì? Với cái hướng ảnh, với cái gì? Cái liên tờ à, thì một số cái là nó không theo lý ứng chứng cứ à, dù khi mình dùng lần theo đó thì nó sẽ có tác dụng trên bệnh cái đáp ứng cho bệnh nhân ta à, chứ mình cứ câu là ở sách cổ nó mình cũng dùng khi mình lại như là đi sau ta rồi làm việc vẫn thế ha, cái thải mình hay gặp trên một hai ha, mình học kỹ ha, học kỹ cái thải này tức là nói gì có thể là ứng đầu nó có thể là nóng hoặc là có thể vô cái sốt cao ha, nhưng mà yêu cầu tiên quyết nó phải sốt cao trên 3.5. Thứ hai là không có đàm, thứ ba là chắc ăn hơn nữa là đàm còn mẹ à, thì cái này là mình sẽ chốt cho thầy luôn à, rất là dễ à, đừng có sáng tạo nhiều chiều hết à, cứ của thầy có như thầy là vô rác cho những cái lập hình thôi à, sáng tạo cái gì sai à. Rồi à, rồi bài thuốc á thì còn có xuyên mới máu á là mình thấy thì khá là nhẹ nó qua lâu dần thành cái hóa đàm nhưng mà vẫn là tăng nhiệt chúng ta tiêu chảy về là lý khí hóa đàm nên là lý khí và các cánh là lý lợi có khí thì nguyên cái bài này là cái gì tác dụng là mà ông định phế nó đàm ha và nó dần sâu nên dần tặng phế luôn ha chứ không có ngoại viện nhiều đâu. Rồi, châm cứu là châm huyệt tứ phùng ha, thì chúng tôi có thể trình bày cái nghiên cứu, tức là có nghiên cứu là một số nước bị viêm phổi ha, bệnh cảnh là đồng thì có thể ha, thì những đứa có cùng dùng kháng sinh như nhau thì những cái đứa châm tứ phùng này thì nó sẽ sao, nó sẽ khỏi nhanh hơn là mấy đứa mà như là không châm tứ phùng ha, thì thầy đưa ra đây nằm vào cái phần châm cứu cho thầy bệnh này ha, chứ nếu mà thầy tư thông thường là thầy này có châm cứu. Tại sao làm việc bệnh viện là không nhập cứu, làm việc là tới càng không nhập cứu à, nhưng mà cái này là có học chứng cứ đăng ký công phép tập quan được đưa vô à. Làm pháp bất khởi á, nó chỉ là kiệt tỳ mất đàm á, và chúng là diện trình sai dây dặn nó còn có tô tầng hợp pháp thôi, giảm trình bình ra thẩm chính
cha ta có muốn vậy thôi, nhưng mà bảo nhà con tự một lên học đáng không, đó là bây giờ là giải học. À, ví dụ như là em tham gia thi thực hành chỉ có hai bài thôi, là bài nghe với bài này. À, cho nên giải học cho thầy là các bài thú, vị thú, tác dụng của vị thú, không được quyền. À, chỉ có hai bài thôi là nhẹ cho em đó phải không? À, cái bài này thầy cũng lấy cho các bạn một câu cho nha, chứ không phải là tự nhiên nó dạy. À, nên lấy cái thành phần hơi kỳ. À, tùy dung á, tùy dung mà chúng ta lấy là chuyện từ nhiều đàm, nó không lâu là từ đàm. Còn công đặc biệt á, là chuyện buồn đầu bàn tay của họ là chung là một cái tiếng. Nó thì sẽ từ nhân tạo, từ đàm, một cái tiếng. Rồi, phải âm thư đó, phát triển tư âm giác mà gọi là sao sao mặt thang. À, thì đây là cái đại chi sau khi nó bị viêm phổi một thời gian, nó sốt nhiều, nó dẫn đến phân tích điện giật, người nó khô khát. Chứ không phải đây là phải âm thư cho người già nha. Mà cái mình cảm thấy âm thư sau khi nó viêm phổi một tuần hai tuần nó mới bị khô khát. Thì mình sẽ bỏ cái này âm, cũng là một âm nhưng mà cái cách bỏ nó hơi khác thời gian chút. Dùng xa xong ha, những âm nhật thế, một là những âm nhật thế ha, tay nhiều là tâm thế nhị thái, sinh thể đậu, dùng bệnh khí, tên hoa phấn là sinh tân nhị khác được thế, một phút là sinh tân nhị khác được thế, và sinh trong não tạo hoa thể đậu. Thì nguyên cái bài này nó giống như bài sinh mật tăng của em ấy, ha, hay là chỉ tưởng tượng mình có cái gì để phải phế âm hư, tên hoa phấn thang, ta thì đây là một những phế âm, ta giúp cho sinh tân nhị khác được thế. Và nếu mà trên mấy em không sắp xuất tượng thì trên thị trường có rất nhiều cái dạng này. Ví dụ như là gì? Một phế chỉ thái lòng năm hà thì đó là những cái thuốc một phế thì thường là nó sẽ có rất nhiều thêm vô mặt thôi. Thì dùng như là được nghe phế. Rồi, châm chú thì mình sẽ châm phế vuông ha, một phế ha. Rồi, thái quy thiên tịnh là một phế và tâm không giao là một âm. Mình sẽ châm hồn. Rồi, thầy thấy huyết tương thư ra cái thầy này là sau khi mình xong huyết tương thư, huyết tương thư luôn. Ta người ăn uống kém, mệt mỏi, mặt nhập nhà. Nó giống như hồng Covid nhé. Ta bị xong cái người nó khỏe, nó không có làm gì hết. Ta thì mình sẽ dùng cái bài xâm lưu tâm trọng. Rồi, bài này thì được nghiên cứu rồi nha. Hình thế nghiên cứu dùng cho về thể thế của tụi con đi lý. Thì hình thế mới lấy cái chuột, hai cái chuột giòn, tức là hai lô chuột. Một lô là uống hai lô uống amoxicillin cho đến khi tiêu chảy. Tại vì biết là uống amoxicillin vô, thời gian sẽ lây lọt cái chuột tiêu chảy. Thì một lô là uống cái tiền sử là xong khi tập chuột, một lô là mình sẽ uống nước cấp. Sau 14 ngày mình sẽ để nó đi tiêu chảy vào dung lợn, sau nó dí nó dài vào dung bụng. Thì đây là cái nhóm là uống xong khi tập chuột xong nó hồi phục tốt hơn. Cho cái bài này rất là tốt để cho mấy thứ mà nó bị cái sinh lâu dài nó bị tiêu chảy ấy. Thì mình sẽ dùng cái bài này để cho nó uống để cho nó điều trị cái tiêu chảy. Tiêu chảy sau khi mà uống kháng sinh. Ngoài ra thì cũng sắp tỏ là nó sẽ được về cái chuyện mà cái huyết thư tại vì nó có gì nhân sâm ha và lên mặt trận ha và cam thảo và cái bài tứ quân phổ biến ngoài ra là rất nhiều phổ biến ha một số vị của âm ha sâm ha. Rồi, có một vị của âm ha ha thì nhổ ha thì thầy ăn phẩm. Châm cú thì mình sẽ châm thái nguyên tinh lực ha, với dù là một phế ha, tí hại đặc chung một tí ha, tâm giao bộ âm ha, tì vô ha, phục lưu mình môn là một tì vô một tì ha, phục lưu là một hình thủy ha, mình môn là một dương ha, thì cái này là mình sẽ châm để bỏ cho nó. Rồi phòng ngừa ha, cái này là chiếm một điểm dưới nè. Quyết định em có đậu được không ha, đánh giá nằm cái này tại vì nó nằm trong một trong những cái phần đầu ra mà em cho nên điểm rất là cao ha, mà nó mới dọc thôi nha, không kỹ ha. Thứ nhất là đậu nhưng giúp cái trẻ đầy đủ ha, bố mẹ
ví dụ như tổ mà chờ là nó bao nhiêu độ thì mình áo nó cũng gì. Rồi cái phòng nhiệt độ phòng máy lạnh thì bình thường bao nhiêu độ em? Mình nhìn bao nhiêu độ giờ cho mẹ đi bộ. 26 ha. Rồi ha. Rồi. Rồi trước khi vô phòng máy lạnh thì phải sao? Có cái phòng chờ ha, có phòng chờ để cho nó quen cái nhiệt. Rồi khi mà bước vào phòng máy lạnh thì tắt máy lạnh đi. Là nó nóng lên tự nhiên mùi ra bước bước ra. Đó là hướng dẫn để tránh được độc hại. Rồi tránh tiếp xúc với người đang mang bệnh đường hô hấp đang phòng da tay công cộng thì cái này nó sẽ làm cái cục để mấy em thi tham vấn thì làm vấn cái viêm hấp là nó có thể phỏng vấn phòng người này từ một và nó có cái phần để mình thay rồi rửa tay đi chăm sóc rồi nó rửa tay sáu bước đó như thế nào nha rồi cho bé tập thể dục thường xuyên nâng cao sức đề kháng đó là cái phần mà phòng được. Rồi, thì đấy là một số cái dạng chứng cứ theo da sinh ly hoặc xe da chung chung viên nghiên cứu trên 240 trẻ viên phòng cộng đồng chia làm hai nhóm dùng kháng sinh dùng thuốc nhập viện về giống như là thân nhiệt giải độc mạng thang được chỉ đạo về mất phế rồi chỉ trình thang và chỉ đạo mất phế thân tình hay chứng thang cái đất cương cái tập kháng sinh thì thấy là giảm thời gian làm việc chậm thì là tử vong. Đó, tại sao ngày hôm trước hết cái bài hôm nay chúng ta phải uống sọc sắp xong là nó phải có sự thống nhất giữa hai bộ môn là bộ môn dây và bộ môn của y học và chuyện cơ sở. Nên mình sẽ chọn cái bài thuốc em dễ học và những bài thuốc đó không thầy thấy là thầy chỉ quên. Thì là trong một cái sốc dây uống cuốn sốc nó thấy đường linh nó vô đường linh nó vô được cuốn test của bài học đó này thì mình sẽ coi được cái gì cái thành phần bài thuốc và cái gia nhập. Rồi, theo Quân Minh Trang, nghiên cứu tổng hợp 13 nghiên cứu y học cổ truyền có thể mới có tác dụng điều trị viêm đường hô hấp thấp hơn so với bệnh cũ ở trong việc hạ sốt cải thiện triệu chứng này cũng không thành phần đều và không như tập về. Thì cái này nó giống như là gì? Em dùng cái uống thang mới ví dụ như siro hoặc là ví dụ như cái chế phẩm mới như thiên sứ thành phế thì nó sẽ tác dụng mạnh hơn là em dùng cái bệnh thang. Tại sao cái siro nó dễ uống hơn? Hoặc là cái tiên sứ thân phế nó dạng bọt, nó phù nhanh với lại cái chính xuất của nó là một chính xuất sau nó tác dụng kháng khuẩn đó là mình dùng nguyên cái bài. Rồi, theo chiêu em Lương Ly nghiên cứu trong bệnh tướng phùng thì về nằm giữa đốt ngón tay thứ tư lên các mặt trước khắp điểm đó một cục khoảng 2-3-4-5 trên 40 bệnh nhân đạt điểm mắc tới so với chứng thì thấy giống căng đẹp cải thiện triệu chứng giảm thời gian dùng kháng sinh và làm việc tốt ở trong chứng thì bệnh tướng phùng là đúng là nó sẽ điều trị suy dinh dưỡng nhưng mà bên Đài Loan nó trong cái này ta điều trị cái tiêu phổi thì thấy nó có hiệu quả nên thì thấy đạt gì mà vẫn phế cái này trong bệnh tướng phùng là bên rồi còn chưa được chọn điểm chọn hai dạng khác thêm là rồi cũng trong nhiều người có trong nhiều người có dùng sai cho nên ai có cái này là thầy sẽ hỏi luôn ha trong cái chuyện nói tướng phùng là thầy biết là tướng mà thầy bảo làm việc tập phế mà nói không có tướng phùng thầy biết là tướng thầy nói cái gì vậy ha. Rồi theo Giang Xeo ha điều trị 38 là nhân viên cũng chứng ha cho các bệnh đến đường tướng mặt linh hương tượng linh hương hợp cấp ông long cúc tâm lý kết hợp với sau bóc thiên hồn ha cảm không thấy như cái cao bọc cốt cái cao bọc cốt là cái vùng này nè cái vùng này nó từ mũi xoay xoay sau cái này nó nằm trong cái hội nghị quốc tế điều trị viêm mũi xoay một thầy ở Đài Loan thầy sau cái nghiên cứu này lên thì thầy làm cái combo vô viện mấy đứa bị viêm mũi nhẫn do ta sẽ làm cái combo này làm cái combo này là kết quả điều trị là lấy gì lấy 16 lần có kết quả hỏi 16 lần có kết quả 18 lần của mình không đáp ứng thôi nên ta thấy cái này là một cái vấn đề rất là hay tại vì sao cái viêm mũi nhẫn rất là khó trị tây ra chỉ cho cái gì lo ra ta đi những sinh tinh riêng thôi rồi dần dòi dùng mũi thôi thì sao có những đứa đáp ứng nhưng mà cái phần trăm nó không biết nhiều kết hợp so với cái kịch đẩy cái phần trăm nó lên tới 80% thì nguyên tắc của mình là gì kết hợp đông tây y ví dụ như thấy cái viêm mũi nhẫn do các bệnh mình thì mình sẽ đáp viêm em cũng cho sinh tinh riêng nhớ là căn cơ phổi thứ hai đó là gì dùng mũi bằng mũi sinh lý thì mấy em nào con bệnh hai thì sẽ thấy cái dùng
nó đang dùng một ép đầu rồi ha. Cái thứ ba nữa là mình sẽ so với mình chỗ này đó, thì hiệu quả điều kiện nó tăng lên à. Rồi, ông tập trung ha, đi học bộ quyền ha, đứng nào sau đây học viên lắm mình đi 2 tuổi ha, tuần này hoa làm trắng sợi gió sợi lạnh ha, lưu cái trắng làm phù không nào đúng không, không nào làm thế không thể ha. Sáng nay các bạn tự nhiên sai cái này cái gì à, chẩn đoán viêm phổi mà mặc dù bệnh nhân có lúc đóng ngực nhưng em không chẩn đoán viêm phổi nặng là tại bệnh nhân lúc đóng phù kẹt à, là tức là chúng chẩn là theo ANCI với D có lúc đóng ngực bất chẩn nặng hay nhẹ là sẽ là viêm phổi nặng à, trừ khi em xài theo cái hệ phổi và phát sinh nhiên qua Hoa Kỳ à, là nó lúc đóng nhẹ thế theo ai nó cũng ngon mà nó cũng ngon thì nó sẽ là viêm phổi nhẹ à, tại vì nó quyết định là gì thường dùng kháng sinh của men à, nếu bạn chẩn đoán viêm phổi nặng thì dùng kháng sinh nhất để về nếu mà quyết định viêm phổi nhẹ thì bạn dùng kháng sinh cũng tốt để giảm đơn à, cho nên cái này là đừng có sai nha, cái lúc sau cũng về nha, phải là nó có bản sai mời phút nha.
Thank you.
Thank you.
cho phát nhân này mình sẽ chẳng đó là gì đấy, đó là gì? Ở đây thì hai người đã khác nhau ha. Rồi, cha này là ngoài này là em như thế này chẳng nói em ok. Trời muốn coi lại slide nào?
năm ăn và đây là cái những đơn vị này ha. Gia được chơi nhóm này có gì không không? Còn thấy xin uống hay xin chích? Ủa, em chọn là gì? Chọn gì em? AZ hả? 11 tháng. Rồi, rồi coi lại nha. Đúng không? Bắt đầu nó tăng, nó không tăng, nhưng mà cái nơ rô nó tăng lên tăng.
Ví dụ như mình học có hai bài thôi là suy dinh dưỡng với là kiểu lớp thôi.
còn cái mà triệu chứng này nhiều ha, thì chúng ta hay biết là da đau viêm phổi hay là da cái viêm phổi nặng hay là thời gian cái không viêm phổi ha, thì điều trị theo hai da thì mình học cái gì da đó ha, còn khi học một đường thì nguyên cái bệnh nặng ha, không cần tập thế thì sẽ như là biết triệu chứng nhiều là phải đúng. Cho nhớ học hai bài thôi nha, thấy nhẹ nhàng không? Ai còn đau là mày lớn không cho mấy học giờ đúng không? Thì mình chỉ còn cái gì suy dưỡng với lại đưa thấp coi đâu còn gì khác không? Đó rất sớm, đó cho nó giảm nữa thì không còn gì là hỏi hết.